Còn liên quan đến vụ nhóm đối tượng tấn công vào trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Ea Tiêu và xã Ea Cô Tô, trong đó có vụ trụ sở làm việc của công an xã thuộc huyện Chư Quynh, tỉnh Đắk Lắk làm 9 người chết, 2 người bị thương. Thông tin từ Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị vừa ra quyết định truy nã đặc biệt một bị can trong vụ khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân. Bị can bị truy nã đặc biệt là Yuai Ban, sinh năm 1970, trú tại Buôn Mắt, thị trấn Ea Poc, huyện Chư Mờ Ga, tỉnh Đắk Lắk. Trước đó vào ngày 3 tháng 7, đối tượng trên bị Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố bị can với tội danh khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân. Theo quyết định truy nã, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc là ủy ban nhân dân nơi gần nhất. Sau khi bắt và tiếp nhận đối tượng truy nã, phải báo ngay cho Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk, địa chỉ tại số 58 Nguyễn Tất Thành, phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, điện thoại 069 438 9133.